Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 15 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức kỳ họp thứ 6 để xem xét thông qua một số nghị quyết quan trọng. Giới thiệu những nét chính về dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Từ hôm nay, 15 tháng 3, tỉnh Hưng Yên cho phép các hoạt động giáo dục, kinh doanh, dịch vụ tôn giáo, tín ngưỡng được hoạt động bình thường trở lại trong điều kiện siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, năm 2025 trở thành đô thị loại 3 và hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu là mục tiêu khiêm tốn mà huyện Văn Giang đặt ra trước những tiềm năng thế mạnh. Đó là phát biểu của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu diễn ra trong sáng nay. Tại buổi làm việc, huyện Văn Giang có 73 kiến nghị đề xuất đối với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan để hoàn thành các mục tiêu về phát triển đô thị và hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện đề nghị sớm hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Văn Giang đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở để triển khai các nhiệm vụ lập quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị và thực hiện các dự án hình thành hệ thống hạ tầng khu đô thị Văn Giang về phát triển hạ tầng khu cụm công nghiệp, sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về việc đầu tư hạ tầng, cơ chế thu hút nguồn vốn đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp. Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đánh giá cao quá trình xây dựng đô thị ở huyện Văn Giang, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng các dự án đô thị thuận lợi, không để phát sinh đơn thư. Đáng chú ý như công tác giải phóng mặt bằng các khu đô thị Dream City, Đại An có tiến độ thực hiện nhanh. Về lĩnh vực môi trường, huyện Văn Giang cần xây dựng đề án thu gom xử lý nước thải các khu dân cư, không xả thải trực tiếp ra hệ thống sông Bắc Hưng Hải. Các đồng chí cũng lưu ý đến cái đề án thu gom xử lý nước thải tại các khu dân cư ở trong nông thôn. Đây là một vấn đề mà cũng phải sự vào cuộc của chính quyền rồi của các đoàn thể. Nếu chúng ta khắc phục được ở những cái trường hợp mà những khu, đặc biệt những khu dân cư ở giáp ranh đối với sông Bắc Hưng Hải, thì tạo ra cái hệ thống gom và xử lý các công trình nước thải này thì sẽ giảm thiểu đi. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, huyện Văn Giang là địa phương dẫn đầu tỉnh Hưng Yên về phát triển đô thị, dịch vụ và nông thôn mới kiểu mẫu, là huyện nằm trong top đầu về phát triển kinh tế xã hội, thu ngân sách nhà nước để trở thành đô thị loại 3 và hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025 là mục tiêu khiêm tốn trước những tiềm năng thế mạnh của huyện Văn Giang. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Văn Giang cần bám sát mục tiêu kế hoạch của tỉnh, tập trung đẩy mạnh phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tập trung xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp đã được phê duyệt. Tỉnh đã quy hoạch cho Văn Giang khu công nghiệp khoảng 360 ha để đảm bảo là sau khi người dân về Văn Giang làm việc thì có chỗ để ở, để ở thì có chỗ để làm việc, thì đã rất là hài hòa, rất là hợp lý. Tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực thực sự, có kinh nghiệm thực sự để đắp đầy sớm. 10 nhà đầu tư, 20 nhà đầu tư có khi chỉ chọn được một nhà đầu tư thôi. Tức là đủ tầm, đủ năng lực, đủ kinh nghiệm mà xứng đáng để vào đấy. Để sau này là có cơ hội là tiếp nhận các dự án đây thì tạo công ăn việc làm, người đến Văn Giang ở thì phải có việc làm. Chứ không phải nghĩ là người ta ở thậm chí không. Thế còn liên quan đến các cụm công nghiệp. Trước đây là cụm công nghiệp thì thực hiện, đây là quy hoạch cụm công nghiệp thì anh có nói là thu hồi đất. Thì tất cả các công trình dở dang thì được cho phép tiếp tục triển khai. Thế cái thì nội dung là các doanh nghiệp mà chưa giải phóng mặt bằng thì phải thực hiện theo mới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, huyện Văn Giang có hướng đi rộng mở, nhưng để thực hiện và đạt được mục tiêu đô thị thông minh, sớm hoàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, quan trọng là cách làm ở Văn Giang phải làm sao cho hiệu quả. Ngoài phát huy nguồn lực, tiềm năng và lợi thế, trước mắt Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ huyện hai lĩnh vực về phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Văn Giang là thừa điều kiện nên đô thị loại 3.
thậm chí các đồng chí cần làm đến tận đô thị loại 2 cũng được. Trong năm 2022 Văn Giang đạt đô thị loại 4 và đến năm 2023 hoặc cùng lắm là 2024 thì Văn Giang đạt đô thị loại 3. Phấn đấu đến năm 2030 thì đạt đô thị loại 2. Ban thường vụ ở đây các đồng chí phải quyết tâm quyết liệt cơ. Trong đó thì điều hành ủy ban thì đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân phải quyết liệt mạnh mẽ, trong đó có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống, đồng chí bí thư cũng phải vào cuộc tích cực chỉ đạo toàn hệ thống người ta vào cuộc thì mới thành được. Bởi cái này nó rất nhiều nội dung, rất nhiều tiêu chí, nếu mà chúng ta không xây dựng đề án mà không có nghị quyết để cụ thể lộ trình thì khó khăn lắm, tất cả hệ thống chính trị ta vào cuộc. Đối với các kiến nghị của huyện Văn Giang, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở ngành liên quan xem xét phối hợp giải quyết. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Văn Giang bên cạnh thực hiện các mục tiêu xây dựng đô thị nông thôn mới kiểu mẫu cần tăng cường quản lý đất công ích, quản lý đô thị, sớm giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Sáng nay, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh Hưng Yên tới dự và chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2022. Năm 2021, các cơ quan đơn vị phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển quân, huấn luyện, diễn tập và phòng chống dịch COVID-19, tặng giống vốn vật nuôi cho 7 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá 140 triệu đồng, thăm tặng quà 60 gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành 17 trên 17 công trình với trị giá 1,5 tỷ đồng, tổ chức khám cấp thuốc miễn phí cho trên 1.000 lượt nạn nhân chất độc da cam và gia đình chính sách. Năm 2022, Ban chỉ đạo xác định tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyển quân, công tác xây dựng lực lượng huấn luyện, giáo dục quốc phòng, tích cực tuyên truyền tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Ngày mai, ngày 16 tháng 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 để xem xét và thông qua 6 nghị quyết quan trọng liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Các dự thảo nghị quyết dự kiến được thông qua tại kỳ họp này gồm chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha của tỉnh năm 2022, chấp thuận triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2022, về việc ban hành quy định nội dung mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh và nghị quyết về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập của tỉnh. Đây đều là các nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, một trong các nội dung của kỳ họp thứ 6 là Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét chấp thuận triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nét chính về dự án này. Đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia, cấp quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền Quốc hội. Theo kế hoạch, dự án có tổng chiều dài gần 113 km, gồm 103 km đường vành đai 4 và gần 10 km tuyến nối qua địa phận 3 tỉnh, thành phố, gồm thành phố Hà Nội dài trên 58 km đi qua 6 huyện, tỉnh Hưng Yên dài trên 19 km đi qua 4 huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ và Văn Lâm, tỉnh Bắc Ninh dài trên 25 km và tuyến nối 9,7 km đi qua 4 huyện, thành phố. Điểm đầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Điểm cuối trên cao tốc Nội Bài - Hạ Long, địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Hướng tuyến qua địa bàn tỉnh Hưng Yên được tiếp nối bằng cầu Mễ Sở vượt sông Hồng đi qua các xã Thắng Lợi, Mễ Sở, Liên Nghĩa, Tân Tiến và Vĩnh Khúc thuộc huyện Văn Giang, xã Đông Tảo của huyện Khoái Châu, xã Hoàn Long, Đồng Than của huyện Yên Mỹ, xã Trưng Chắc, Lạc Hồng, Đình Dù và Lạc Đạo của huyện Văn Lâm.
dự án giao cắt với đường tỉnh 379 tại vị trí gần cổng chào huyện Văn Giang giao với quốc lộ Hà Nội, Hải Phòng tại khu vực xã Tân Tiến và giao với quốc lộ 5 ở khu vực trạm thu phí. Vượt qua đường sắt Hà Nội, Hải Phòng, khu vực Thôn Ngọc và Ga Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, rồi sau đó đi sang địa phận huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Theo quy hoạch, đường vành đai 4 có quy mô 6 làn xe cao tốc và hệ thống đường song hành hai bên. Tổng chiều rộng mặt cắt ngang đoạn thông thường là 120 m. Tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ dự án khoảng trên 87.000 tỷ đồng. Hình thức đầu tư là đầu tư công kết hợp với đầu tư PPP. Kinh phí giải phóng mặt bằng tái định cư khoảng trên 19.000 tỷ đồng. Dự án đường vành đai 4 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kết nối giao thông giữa cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các tỉnh thành phố trong vùng thủ đô, phân tải lưu lượng phương tiện giao thông trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và đường vành đai 3 hiện nay đã quá tải, thúc đẩy liên kết vùng và giao lưu kinh tế, đồng thời mở rộng không gian và tạo động lực phát triển cho các tỉnh thành trong vùng. Xuất phát từ tầm quan trọng của tuyến đường, từ năm 2018, tỉnh Hưng Yên chỉ đạo cắm mốc giới theo quy hoạch chi tiết mặt cắt ngang 120 m và bàn giao cho Ủy ban nhân dân các huyện xã quản lý. Đồng thời, tỉnh đang tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và đơn vị tư vấn để hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư của dự án trình Quốc hội, Chính phủ phê duyệt. Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay ngày 15 tháng 3, tỉnh Hưng Yên cho phép các hoạt động giáo dục kinh doanh dịch vụ tôn giáo, tín ngưỡng được hoạt động bình thường trở lại trong điều kiện siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ngay trong sáng nay, các phóng viên thời sự đến một số trường học trên địa bàn thành phố Hưng Yên để ghi nhận không khí hân hoan, phấn khởi của các em học sinh và thầy cô giáo. Năm học 2022-2023 đã diễn ra gần 7 tháng, nhưng đến hôm nay, 160 học sinh khối lớp 6 trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành mới được đến trường học trực tiếp buổi học đầu tiên. Được gặp thầy cô, bè bạn thay vì qua màn hình điện thoại, máy tính như những buổi học trước, các em đều rất vui mừng, phấn khởi. Em thấy đây là một cái buổi học rất là có giá trị sâu sắc với em, bởi vì trong tình hình dịch Covid này, em thấy là chỉ được đi học có 3 buổi thôi là đã là một cái công sức mà sự cố gắng của toàn tỉnh. Và em hy vọng rằng cái dịch Covid nó sẽ qua nhanh để em có thể được đi học tất cả các buổi trong tuần. Khi nghe tin mà con sắp được đi đến trường gặp thầy, gặp bạn thì trong lòng con rất là vui vẻ, rất là phấn khởi ạ. Trước cái đêm đi học thì con cũng đã chuẩn bị thứ nhất là đồng phục áo trắng ạ, thứ hai là khăn quàng, sách vở đầy đủ và cuối cùng là bình nước riêng ạ. Trường Đại học Phú Cường có tổng số gần 710 học sinh ở 20 lớp học. Các em đều trong độ tuổi chưa được tiêm phòng nên để đảm bảo công tác phòng chống dịch, nhà trường đã chia 10 lớp học buổi sáng, 10 lớp học buổi chiều. Riêng khối lớp 1 sẽ học 3 buổi trên tuần, còn lại học trực tuyến. Khác với trước đây, các bậc phụ huynh đưa con em mình tới cổng, giáo viên đón và hướng dẫn các em thực hiện công tác phòng dịch trước khi vào lớp. Các cháu ở từ lớp 1 cho đến lớp 5 là các cháu chưa được tiêm phòng, cho nên là chúng tôi cũng nhắc nhở phụ huynh cũng như là giáo viên là nhắc các con là trước khi đến trường là phải sát khuẩn, đo nhiệt độ. Thế và khi đến trường tiếp xúc với bạn thì là có giữ khoảng cách và đeo khẩu trang. Đầu tiên là tôi cũng hơi lo lắng vì dịch bệnh rất phức tạp, khi được nhà trường thực hiện biện pháp chống dịch nên tôi rất là yên tâm khi con đến trường. Tại trường mầm non Baby Sun và trường mầm non Hồng Châu, số trẻ 4 đến 5 tuổi hôm nay tới trường chỉ đạt 50% do nhiều bậc phụ huynh còn e ngại trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Ngoài hướng dẫn phụ huynh biện pháp phòng dịch cho con, nhà trường chủ động tích cực triển khai công tác vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ trường học. Ngay từ buổi sáng thì các cô đã đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho các con trước khi vào trong trường học. Mỗi cháu sẽ có một bát, một thìa để cho các cháu có thể ăn riêng. Ngủ trưa tại trường khoảng cách giữa các cháu đi ngủ đó là 1 mét. Đến đây thì cũng thấy các cô vệ sinh nhà trường rất là sạch sẽ, cẩn thận và các bé đi học rất là vui.
em yên tâm cho bé đến trường. Buổi sáng các con học về cái kỹ năng phòng chống dịch, từ buổi chiều các con ôn tập những cái nội dung cốt lõi mà mình đã truyền tải cho phụ huynh. Bên cạnh phương án dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến, các trường tiếp tục không tổ chức những hoạt động tập trung đông học sinh như trò cờ đầu tuần, tập thể dục giữa giờ. Bên cạnh đó, nhà trường phối hợp với các bậc phụ huynh theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của học sinh. Hôm nay, hàng loạt cơ sở dịch vụ karaoke, massage, game, phòng gym, yoga, spa, cơ sở làm đẹp, cắt tóc gội đầu, các dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng phấn khởi mở cửa hoạt động trở lại. Ngay từ sáng sớm, chị Nhung tranh thủ đến cửa hàng cắt tóc sau thời gian dài chờ đợi. Để đảm bảo an toàn, trong suốt thời gian tại cửa hàng, chị luôn đeo khẩu trang và sử dụng nước sát khuẩn tay khi vào hay bước ra khỏi quán. Tôi rất thích được đi làm đẹp. Hôm nay quán cắt tóc được hoạt động trở lại nên tôi ra để cắt tóc. Muốn làm những kiểu tóc mà mình thích, tôi thấy rất vui và thoải mái. Dốc hết vốn liếng, thậm chí vay mượn thêm người thân để đầu tư mở spa từ năm ngoái. Song do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải tạm đóng cửa trong một thời gian dài, chị Mai không tránh khỏi tâm lý sốt ruột, chán nản. Vì lẽ đó, khi được mở cửa hoạt động trở lại, chị Mai rất phấn khởi. Tôi rất mong mỏi cái ngày này, thời gian đóng cửa ấy, thì máy móc và cơ sở vật chất thì chúng tôi vẫn phải chịu, mà lại không có khách hàng đến. Hôm nay được mở cửa chào đón những vị khách đầu tiên, tôi rất vui mừng. Các nhà hàng quán ăn bên cạnh việc bán cho khách mang về giờ được phục vụ khách ăn tại quán nên doanh thu có thể tăng đáng kể. Các biện pháp phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc. Mọi người hôm là bán mang về thì lượng khách nó khoảng 30-40% thôi, nhưng mà bây giờ là nhà nước cho mở cửa trở lại thì lượng khách khoảng 80-90%. Mọi dịch vụ hoạt động trở lại thì mọi người dân rất là phấn khởi. Khi mà ăn chọn vị trí là nó giữ khoảng cách giữa các bàn làm sao cho nó không tập trung đông người. Gia đình bố trí vệ sinh an toàn, thực phẩm sạch sẽ, mỗi bàn khoảng cách coi như là 1-2 người. Quán luôn để chai xịt khuẩn để cho khách xịt khuẩn trước khi vào và ra. Bắt đầu từ sáng đến chiều nay bắt đầu là có đơn đặt cũng 4-5 mâm, ngày mai thì có khoảng 2 mâm đặt rồi. Sau bao nhiêu ngày không được làm việc thì bây giờ là đã được đi làm đầy đủ thì cảm thấy là vui. Tuy vậy còn nhiều lý do, trong đó chủ yếu là tâm lý e dè của một bộ phận khách hàng nên một số loại hình kinh doanh vẫn còn thưa khách. Song nhìn chung, việc các hoạt động kinh doanh được mở cửa trở lại đã mang lại niềm vui, phấn khởi cho nhiều người. Quán được mở cửa trở lại thì là lượng khách sẽ đông lên rất nhiều. Để đảm bảo an toàn, tôi và các nhân viên trong quán đều đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Sau nhiều tháng phải tạm dừng đóng cửa do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thì hôm nay ngày 15 tháng 3, các cơ sở kinh doanh dịch vụ được mở cửa trở lại. Tâm lý chung của mọi người, nhất là các chủ kinh doanh thì vừa mừng vừa lo. Mừng vì có công việc thì sẽ có thêm thu nhập. Tuy nhiên thì cũng không tránh khỏi cái tâm lý lo lắng bởi không biết tình hình dịch bệnh sẽ còn kéo dài đến bao giờ để họ có thể yên tâm sản xuất kinh doanh. Hiện nay do tình hình dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn rất là phức tạp, để đảm bảo an toàn cho bản thân, nhân viên và khách hàng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Còn tại các di tích, điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, lượng du khách chưa nhiều trong ngày đầu mở cửa trở lại, nhưng cũng là tín hiệu tích cực hướng tới phục hồi hoạt động du lịch. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại, hầu hết khách tham quan đều tuân thủ quy định 5K, đi theo nhóm nhỏ. Ban quản lý phân luồng lối vào và lối ra riêng rẽ để tránh tập trung đông người, đồng thời thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch tại di tích. Ban quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phú Yến cũng đã chuẩn bị đầy đủ các cái phương án mở cửa di tích. Tôi đã cho dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp, tổ chức lại toàn bộ các di tích trước khi mở cửa. Treo các cái biển phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo 5K theo yêu cầu của Bộ Y tế. Và cho loa tuyên truyền thường xuyên đối với du khách đến tham quan di tích. Một số điểm đến như khu di tích quốc gia đặc biệt đền Đậu An, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, chùa Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, đền Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Quái Châu, đền Tân La, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên cũng đã mở cửa đón du khách. Đây là tín hiệu tích cực
để thực hiện mục tiêu kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch tỉnh Hưng Yên thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với những tin tức thời sự quốc tế. Các quan chức Mỹ và Trung Quốc vừa qua đã có một phiên thảo luận về vấn đề an ninh hết sức căng thẳng và phiên thảo luận này đã kéo dài tới 7 tiếng diễn ra tại Roma, Italia. Giới chức Mỹ cho biết cuộc gặp cấp cao lần này đã được lên lịch từ trước đó nhiều tuần, nhưng xung đột nổ ra tại Ukraine đã khiến vòng trao đổi lần này trở nên cấp thiết hơn. Khủng hoảng Ukraine được cho là chủ đề thảo luận chính, và bên cạnh đó, hai bên cũng thảo luận về tình hình Triều Tiên và Đài Loan. Phía Mỹ bày tỏ tiếp tục quan ngại sâu sắc trước việc Trung Quốc liên kết với Nga. Còn tại cuộc gặp, phía Trung Quốc khẳng định quan điểm nhất quán tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia, tuân thủ mục đích và nguyên tắc hiến chương Liên Hợp Quốc. Quan chức cấp cao của Trung Quốc cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ và thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine để có thể mang lại những kết quả tích cực và xuống thang căng thẳng trong thời gian sớm nhất. Các nước thành viên Liên minh châu EU tiếp tục nhất trí về các biện pháp trong gói trừng phạt thứ tư chống lại Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo đó, các biện pháp trừng phạt mới của EU bao gồm lệnh cấm nhập khẩu thép và sắt của Nga, lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa xa xỉ bao gồm ô tô trị giá hơn 55.000 đô la Mỹ, cùng lệnh cấm đầu tư vào các công ty dầu mỏ và lĩnh vực năng lượng. Ngoài ra, khối này cũng thông qua tuyên bố với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về việc đình chỉ áp dụng điều khoản tối hệ quốc với Nga và việc tạm dừng xem xét đơn xin gia nhập WTO của Belarus. Thu hồi quy chế tối hội quốc đồng nghĩa với việc EU hủy quan hệ thương mại bình thường với Moscow, mở ra cánh cửa khiến khối cấm hoặc là áp đặt thuế quan trừng phạt với hàng hóa của Nga. Thưa quý vị và các bạn, xung đột Nga và Ukraine không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới các bên tham chiến, mà nó còn đang làm ảnh hưởng tới nguồn cung, khiến giá thực phẩm và phân bón leo thang, đe dọa đẩy thế giới vào một cuộc khủng hoảng lương thực. Gần 3 tuần sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, giá các sản phẩm nông nghiệp chủ chốt sản xuất trong khu vực tăng chóng mặt bởi Nga và Ukraine đóng góp 30% nguồn cung lúa mì toàn cầu, 19% nguồn cung ngô và 80% kinh ngạch xuất khẩu dầu hướng dương. Vấn đề lớn khác là nguồn cung phân bón từ Nga đang bị đình trệ, khiến mặt hàng này tăng giá nhanh chóng do giá khí đốt tự nhiên tăng, vốn là thành phần chính trong nhiều loại phân bón như ure. Dù các quốc gia G7 đã cam kết làm những gì có thể để ngăn chặn và ứng phó với một cuộc khủng hoảng lương thực, tuy nhiên, nhiều quốc gia ưu tiên thị trường nội địa trước lo ngại thiếu hụt lương thực có thể gây ảnh hưởng tới an ninh lương thực thế giới. Xin chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Một công ty khởi nghiệp tại California, Mỹ đang phát triển một cỗ xe tải đặc biệt chở người và hàng hóa trên địa hình gồ ghề của mặt trăng. Công ty hàng không vũ trụ Venturi Astrolab ở California của Mỹ đang chế tạo một mẫu xe tải đa dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng, chở phi hành gia đi lại và giúp con người định cư lâu dài trên mặt trăng. Mẫu xe tự hành của họ có thể hoàn thành những nhiệm vụ như là xây dựng, vận chuyển vật tư để xây căn cứ mặt trăng, nghiên cứu khoa học và khám phá, đồng thời chở phi hành gia. Cỗ xe nặng khoảng 500 kg và có thể điều khiển từ xa, hoạt động bán tự động. Hiện nay, Astrolab đang thử nghiệm một nguyên mẫu. NASA đã đặt mục tiêu đưa phi hành gia trở lại mặt trăng sớm nhất vào năm 2025 theo chương trình Artemis. Chương trình này sẽ phát triển căn cứ bền vững, đóng vai trò như một bước đệm cho nhiệm vụ sao hỏa trong tương lai, nơi phi hành gia có thể khám phá mặt trăng, sinh sống, làm việc và tập huấn trong không gian. Cuối tuần qua tại Thụy Sĩ, người yêu thích chèo thuyền đã bắt đầu hành trình chinh phục hồ nước ngầm lớn nhất châu Âu trong giải đua thuyền được cho là độc nhất vô nhị trên thế giới. Địa điểm của cuộc thi là hồ nước ngầm dài khoảng 300 mét nằm phía dưới dãy núi Alps, Thụy Sĩ. Cuộc thi năm nay có sự góp mặt của 60 tay chèo, người tham dự có thể đăng ký đua hạng mục đơn lẻ hoặc là theo cặp đôi. Giải đua thuyền đặc biệt này lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2015 và đến nay giải đấu vẫn được đông đảo du khách cũng như người dân địa phương đăng ký tham gia. Sức hấp dẫn của nó không chỉ đến từ giải thưởng mà còn ở cung đường đua có cảnh sắc kỳ thú. Cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh thú vị từ bữa tiệc buffet đặc biệt dành cho voi tại một công viên ở Thái Lan nhân ngày voi quốc gia. Bữa tiệc được tổ chức tại công viên vườn nhiệt đới tỉnh Chonburi, cách Bangkok khoảng 100 km về phía đông nam, cho gần 60 con voi. Ban tổ chức sự kiện đã chuẩn bị 2 tấn trái cây và rau củ bày lên một bàn rộng 8 mét như tiệc buffet cho voi. Công viên cũng mở cửa cho du khách đến xem sự kiện này. Nhiều vùng khác tại Thái Lan cũng tổ chức các hoạt động chào mừng ngày voi quốc gia hàng năm, nhưng năm nay phải giảm quy mô vì dịch Covid-19. Thái Lan coi voi là biểu tượng thiêng liêng trong lịch sử và văn hóa của dân tộc, cũng như gắn liền với nền quân chủ tại quốc gia này.
Chính phủ năm 1998 chọn ngày 13 tháng 3 hàng năm là ngày voi quốc gia để nâng cao ý thức người dân về tầm quan trọng của voi đối với xã hội của Thái Lan. Hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.